độc đáo lễ hội phá chằm hàng năm ở làng Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Phá chằm, một lễ hội đặc sắc gắn bó với đời sống tinh thần của người dân thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân cũ, nay là xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, được tổ chức sau khi kết thúc mùa gặt vụ hè thu với sự tham gia của hàng trăm người dân. Người nơm, người vớ, người lưới, cả người tay không, ai ai cũng háo hức, nhanh tay bắt cá, tiếng lội nước, tiếng trò chuyện, cả tiếng reo mừng khi bắt được cá lớn làm huyên náo cả khu du lịch sinh thái. Lễ hội phá chằm thực chất là lễ hội xả chằm bắt cá đã có từ hơn 300 năm trước. Đây được xem là ngày hội thuần nông của những người nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn sau khi thu hoạch vụ lúa hè thu. Lễ hội phá chằm với mục đích là ngày xả nước trong đầm để đón mùa mưa lũ mới, bên cạnh đó làm sạch môi trường trong khu sinh thái chằm Trà Lộc. Lễ hội phá chằm đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến với hệ sinh thái có vẻ đẹp hoang sơ, hệ động thực vật phong phú của chằm Trà Lộc. Năm nay, lễ hội phá chằm sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 9 năm 2022. Kính mời du khách gần xa đến cùng tham gia ngày hội.